bây giờ là đang cái đường phố ấy này, phía đằng sau của chợ Hòa Phú. Đầu tiên từ cái hàng cũng đã đi lên đây đi đến Phụng Hiền. Trên đường Sư Vật Thạch thì hai bên đường như là trồng cây me. Ở đây có một cái bệnh viện rất lớn. Nó liên quan tới số 1. Không lẽ 1, có thể 5. Không lẽ mỗi chút là sẽ thấy sẽ đọc cái số như thế thôi. This room, about the I am, I do love.
này ngày xưa là chưa người ta làm thế, bây giờ thì khó, nhưng mà thôi.